Chào quý vị và các bạn. Đầu tiên ta nói về mấy cái chuyện mà trên không biết cái bọn ta gọi là bọn thì cũng khổ, mà ta gọi là cái gì bọn ngu bọn gì đó nó cũng 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 không đáng mấy, bởi vì nó so sánh là cái chuyện ở Vũ Hán ấy thì là nó phải có nguyên nhân của nó. Nó là do Đảng Cộng sản Trung Quốc và đất nước Trung Quốc nó làm những cái điều trái nghịch đạo trời rất là nhiều hết đối với nhân dân và dân tộc nó làm đâu, người Trung Quốc nó làm những cái thứ độc hại, nó hại người dân nó, rồi nó hại cả thế giới luôn. Và bữa nay người ta nghi ngờ rằng cái con corona nó xuất phát không phải ở chợ hải sản và thế này thế kia. Một số cái bọn nào nó vô nó comment nó nói là trời ơi sao mà không thông cảm cho người Vũ Hán. Cái đó là hậu quả của bọn chính quyền, bọn Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra mà, quả báo ấy, ta nói quả báo đấy. Rồi nó bảo là cháy rồi các thứ, mọi người thông cảm rất là nhiều. Ủa sao mà nó so sánh giữa quỷ với ma được? Nhà thờ là một cái nơi linh thiêng, là cái nơi đầy ân phước lành luôn. Ban con thử xem, nhìn lại bọn Cộng sản Trung Quốc xem, nó phá chùa, nó đập tượng Phật, rồi nó đạp chúa đủ thứ, nó bức hại tôn giáo các kiểu, thì nó phải có hậu quả thôi, thậm chí hậu quả còn rất nhiều á. Thượng đế ông trời đã giận dữ. Ngày nay chúng ta tưởng là khoa học kỹ thuật và rất là nhiều thứ khác, có thể chúng ta con người nhiều kẻ nó tự tin lắm, cho nên nó kiêu ngạo. Vâng, chào cô nương, chào. Cho nên nó kiêu 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 ngạo và nó làm những cái điều mà trời không dung đất không tha đó. Còn vì sao nó làm như vậy? Nó làm oan cho những người khác phải gánh chịu oan. Rất là nhiều người ở Vũ Hán ở Trung Quốc tốt chứ đúng không, họ đã xả thân, họ hy sinh tất cả những cái bệnh tật các thứ, họ có tấm lòng nhân ái yêu thương con người với nhau, họ hết lòng cứu chữa. Và thậm chí đó, bác sĩ đó loan tin bảo là để cho mọi người cảnh báo các thứ đó, còn bị bọn Cộng sản Trung Quốc nó giam giữ, mời rồi nó phạt đó các kiểu đó. Thì những người đó đã hy sinh, đã phải chịu đựng gánh thay cho những cái bọn ác kia. Nhưng mà đó, trong gia đình chúng ta cũng vậy, có những cái việc mà chúng ta làm công việc gì đấy vô tình hay là cố ý, lại không suy nghĩ đó, lại ảnh hưởng đến những người khác. Ví dụ như trong khi mà chạy xe đó, người làm cho những người khác bị oan. Nhưng mà cái chính vì có rất là nhiều người Vũ Hán và các bác sĩ đã tốt, đã thực sự hy sinh các thứ, thì người ta càng căm ghét lên cái bọn tà quyền ở đó, đã gây hậu quả, đã làm những cái việc mà nghiệp chướng cho dân Trung Quốc đúng không? Bây giờ dân Trung Quốc một số những người đó bị quả bị trả trả giá đó, có thể là kiếp trước họ chưa tốt như nào, còn hoặc là có thể là họ là những người hy sinh ra để cho cái để phân biệt trắng đen. Ở đó có những người tốt như thế mà vẫn bị trù dập, vẫn bị bức hại đó. Trời ơi, bọn Cộng sản Trung Quốc nó làm bao nhiêu những cái điều là bức hại Pháp Luân Công, rồi mổ nội tạng các thứ, nó làm bao rồi bức hại người Ngô Duy Nhĩ, rồi đàn áp các dân tộc khác, xây các cái nhà tù gọi là tập trung đấy. Thì đấy, bây giờ nó phải nhắn hậu quả mà. Vâng, chào Văn Quyền, chào Đồng Mạnh, chào Nguyễn Thái Hưng, chào Nguyễn Duy Khánh và chào Cua Lương, chào Giới Nguyễn. Đấy, bây giờ là bọn nó làm ra và nó lãnh hậu quả. Cái bọn dư luận viên hay cái bọn nào nó cứ bảo so sánh gì đó, không thông cảm với người Vũ Hán. Thông cảm, càng thông cảm cho họ bao nhiêu thì càng ghét, càng thấy được cái hậu quả mà cái nghiệp, cái
cái hậu quả mà nó làm ra cho cái dân tộc đó, gieo những cái hành động vô cùng tàn ác, trời không dung đất không tha, mổ cướp nội tạng của người ta. Người ta tập pháp luân công là hướng tới chân thiện mỹ mà nó giết, nó làm ngược thế thì hỏi trời nào mà tha, đất nào mà dung. Bao nhiêu những người bị cướp nội tạng đó, họ đã oán khí của người ta kêu lên tới tận trời xanh, và bây giờ bọn cộng sản Trung Quốc phải lãnh hậu quả. Gây oan cho người khác là nó sẽ như vậy thôi, nó sẽ trả lại gấp nhiều lần, như quả bom nguyên tử đó, hoặc là quả pháo đó, bé thôi nhưng mà nó nổ nó rất to đó, ta sức tàn phá nó rất lớn. Vâng, hello Nguyễn Thái Hưng. Ấy nhưng mà cái bọn đấy nó cứ nói như vậy, và chúng ta phải phản biện lại chứ. Còn cái chúng ta, đất nước chúng ta thấy không, dân Ấn Độ, dân các nước, dân ý, người ta chào đón Tổng thống Mỹ như thế nào, người ta như vậy thì trông người mà nghĩ đến ta. Đó là những người sáng suốt. Ngày trước ông Thủ tướng Nguyễn Quang Diệu đã bảo là chỉ những ai mà những kẻ ngu dốt mới đánh Mỹ đó. Từ cái thời đó thì chúng ta nghĩ đến dân tộc của chúng ta, xem một người thì một người anh em thì đón rước và chào đón cái đối tác làm ăn, hợp tác về kinh tế quân sự các kiểu là miền Nam Việt Nam. Rồi còn người miền Bắc thì lại nghe tàu nó xúi và đánh. Tất nhiên là từ cái bọn đấy nó thâm nho, nó suy nghĩ sớm hơn chúng ta, ghê không? Chúng ta không nhận biết được âm mưu của nó. Và nó sợ rằng Việt Nam sẽ giàu mạnh, hợp tác về kinh tế quân sự các thứ, thì nó sẽ Việt Nam sẽ giàu có và hùng cường. Thế cho nên nó đánh, nó xúi nó đánh hai anh em mình, dân tộc mình đánh nhau. Còn bọn dư luận viên hay bọn nào bây giờ cứ tu hoàn, nó nói là Việt Nam Cộng hòa bán nước, có cái văn bản, có cái công ước gì bán nước không, hay là chỉ có cái công hàm Phạm Văn Đồng gì gì đấy thôi. Và rất là nhiều những cái mà ký về sau này ký kết mà chúng ta có thể không biết, đấy mới là ấy chứ. Còn Việt Nam Cộng hòa bán nước ở chỗ nào, giấy tờ đâu, bán một tấc đất mét nước nào không? Mà Mỹ cũng chẳng xâm lược Việt Nam mà một tấc đất mét nước nào, Mỹ nó rộng bao la. Thì bây giờ cũng giống như là mình thôi, rồi người ta lúc đó họ họ khá hơn, họ giàu có hơn, họ văn minh hơn, họ đi giúp chúng ta thì họ cũng có lợi chứ, chả ai cho không ai bao giờ hết. Cái là bắt đầu nói là xúi dục là dân ta, là cứ ai hợp tác với Mỹ tay sai với lại cái gì đó, đúng không? Thì bây giờ dân ta, nước ta còn đi làm lại tay sai cho nước ngoài nhiều, đi làm thuê. Còn ngày xưa người Việt Nam làm thuê trên chính quê hương của mình, rồi là người Việt Nam chúng ta lại còn thuê người nước ngoài về làm nữa, đúng không? Trời ơi, còn bây giờ thì sao? Còn cái bọn đấy, tôi thì tôi rất là mong muốn hai miền Bắc Nam hòa thuận hợp, nói chung xoa dịu cái vết đau quá khứ đi. Mà cái bọn dư luận bên hay cái bọn nào trên mạng cứ ngày đêm khơi lên gây thù hằn chia rẽ rồi các thứ, rồi kích mạng, nó là cái gì, nó lại kích cái người ở nước ngoài, và cứ cờ vàng ma sọc hay Việt Nam Cộng hòa đấy, nó kích, nó châm biếm, nó này kia, nó gây giống như cái vết thương không bao giờ lành được. Tôi rất là bức xúc, và tôi cũng có đôi điều nói với quý vị và các bạn như vậy. Chào Trần Nam, cái giá phải trả mà, cộng mà sự dối trá, đạo đức thì thiếu không. Cái bọn tàu cộng nó thì nó cũng có cái khía cạnh giỏi của nó, nhưng mà nó tàn ác dã man, cho nên nó phải trời trả giá, trời không dung đất không tha, để bao nhiêu những người khác bị oan. Đây, vào cuối năm 2019
Tôi có làm một cái video và tôi nói là Trung Quốc sẽ bị trả giá, và trong video đấy có lý giải nguyên nhân của nó bị như nào. Thì ai ngờ thì bây giờ nó xảy ra, qua Tết cái là xảy ra luôn. Cái điều đó tôi cũng không, tôi nói là cái đấy mà tù dù tôi không nói hay người khác có nói thì nó cũng phải trả giá rồi. Sự dối trá. Và chào Nguyễn Thái Hưng, chào anh Đồng, chào anh Quyền, chào Vinh Râu. Thì bàn bạc một tí, nhiều cái nguồn tin mà nghi ngờ mà Pháp, Mỹ, rồi là Nga, Anh nghi ngờ, và đó là nguồn vũ khí hóa học, vũ khí sinh học. Và tôi thấy rằng hợp cái suy luận đấy là sẽ có chứng cứ. Và mỗi cái thằng Tàu Cộng, mỗi thằng Gian Ad nó bị cái virus đấy, vi trùng đấy, thì nó sẽ đi sang nước ta, gieo rắc cái nguồn bệnh nguy hiểm lắm. Cho nên việc đóng cửa và không có cho người Trung Quốc qua Việt Nam trong cái lúc này là có lý, có cơ sở. Tại vì Trung Quốc là cái nguồn mà lây bệnh mà. Thì là cái chắc. Bây giờ thấy không? Chúng ta thấy không? Đấy, những cái người mang mầm bệnh hay là người Trung Quốc làm cái vũ khí nguy hiểm đấy. Chào Nguyễn Đức Khang. Nguyễn Đức Khanh. Nguồn đấy là vũ khí nguy hiểm đấy chứ. Nó đem cái sang Việt Nam, nó cứ thở, nó cứ nhỏ, nó cứ lây lan cái nguồn bệnh đấy. Còn nguy hiểm hơn súng đạn. Súng đạn chúng ta biết nó nổ, chúng ta biết cái độ nguy hiểm của nó. Cái này chúng ta không nhìn thấy được mà nguy hiểm của nó cao lắm. Ai cho ý kiến gì không ạ? Mỹ giúp hợp tác làm ăn với Việt Nam là hợp tác về kinh tế, quân sự. Và hey, Mỹ bỏ cho học Nhật Bản 2 quả bom nguyên tử, rồi đóng quân bên đó, rồi giải giáp vũ khí. Xong người Nhật lúc đấy là cũng là đế quốc, mà họ cũng đâu có phải dạng vừa đâu. Nhưng mà người quân tử với người quân tử chơi hay là gì đó, nhưng mà không có kháng chiến chống Mỹ ở trên đất nước Nhật nhá. Chết chùm hết thôi chú ơi. Tôi cũng mong là người Việt Nam chúng ta, hồn thiêng sông núi của nước Việt Nam chúng ta, sẽ giúp nước Việt Nam qua cái đại nạn này. Tôi cầu mong Thượng Đế, tôi cầu mong Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta thấy không? Chúng ta chỉ như chúng ta có thể chứng kiến một cái cây cỏ, cây gì đó, nó chỉ có một mùa hoặc trong thời gian ngắn hạn nó chết thôi. Còn rất là nhiều những cây khác nó sống bao nhiêu năm. Rồi chúng ta chỉ là một cái gọi là nhỏ nhoi trong thế giới vũ trụ này thôi. Phải có một cái đấng tạo hóa nào đó tạo ra và điều khiển vũ trụ. Và tôi bữa nay tôi nghiệm ra và tôi thấy rằng đấng tạo hóa tạo ra vũ trụ này sử dụng quy luật nhân quả để điều hành cái vũ trụ này. Không thì các hành tinh va vào nhau rồi trái đất nó va vào mặt trời, mặt trăng va vào trái đất, chết hết à? Không, nó cứ tuần hoàn như vậy, ngày nay rồi tới ngày mai, sáng mai lại sáng. Thì chúng ta có câu là gieo hành vi gặp tính cách, gieo tính cách gặp số phận. Kể cả quốc gia dân tộc cũng thế thôi. Còn Việt Nam chúng ta thì Việt Nam chúng ta bây giờ kinh tế và các thứ nói chung là lẹt đẹt, đâu có sánh ngang với cường quốc Nam Châu đâu. Nhiều nước nước Thái Lan, các nước khác họ đâu có đánh nhau, đâu có ai xúi giục miền Nam miền Bắc họ đánh nhau đâu. Cho nên nhiều khi bây giờ cứ tuyên truyền mấy cái bọn láo léo bảo là đánh Mỹ, thù Mỹ rồi các thứ, bây giờ không thấy quê à? Dân Ấn Độ họ chào đón tổng thống Mỹ như nào? Ngày xưa Việt Nam chúng ta cũng
cũng chào đón họ vậy thôi. Thì chuyện ngày xưa và chuyện ngày nay nó là như vậy, trong đấy thôi. Nhưng mà cái bọn suốt ngày cứ kể những cái chuyện tội ác của Mỹ hay này kia. Ủa, tự dưng ở ngoài kia đem quân vào miền Bắc, vào đây đánh cuộc sống bình yên của họ, họ đang làm ăn, đang hợp tác, đánh họ giết dân khủng bố rồi bắn phá cơ sở hạ tầng rồi phá hủy khủng bố rồi giết người ta phải đánh lại thì la làng đúng không? Rồi trong cái vụ thảm sát ở Mỹ Lai ở đâu đấy, bên kia thì cứ giả vào dân, giả dạng vào dân, rồi dân thường ấy, rồi lâu lâu bắn giết người ta, thì họ không biết là dân là ai, là đeo AK, nó mang lựu đạn, bây giờ cứ lâu lâu cứ đánh kiểu đấy. Và trong cái luật pháp quốc tế lúc đấy là quân đội hai bên là phải có quân phục và các thứ, rồi có độ tuổi đi lính, lính như nào quốc tế đó đã quy định rồi, vậy mà cứ từ đàn bà phụ nữ rồi cứ đem bom, đem mang AK đi, chả biết đâu mà lần được cái tội này, chứa chấp này, họ họ giết luôn ấy. Họ thảm sát cho luôn ai cái tội chứa chấp này ấy, thì những người chết đấy cũng biết đâu rất nhiều người làm che giấu hay là chứa chấp nên cái những cái người mang AK lựu đạn hoặc súng ống các thứ ấy, hoặc là chính những người đấy, những kẻ bị chết đấy là những người mà giết dân của họ, họ giết quân giết ấy của họ, cho nên họ giết thôi, có đáng, cái đấy là đáng. Bây giờ nhiều cái bọn cứ ôm cái hận thù gì cho nhiều, quá khứ là như vậy rồi. Tôi biết rằng ai mà bắn quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ trả lời bằng đạn bác. Những kẻ đó suốt ngày cào cấu gây thù hằn với dân tộc Việt Nam với nhau thì tương lai sẽ trả giá bằng đại bác ấy. Vì tương lai không phải trả giá bằng đại bác, chúng ta có thấy được không? Chúng ta không thấy được, mà là cái sự chia rẽ, cái lòng đoàn kết của dân Việt Nam mình nó không có. Mà dân tộc Việt Nam mà không đoàn kết với nhau thì nước ngoài hưởng lợi rồi. Từ các cái vụ mà đảo rồi mất đảo các thứ cũng do nội chiến mà ra chứ. Cũng do nội chiến mà mới bị mất chứ. Đây, anh em hai miền đánh nhau thì nước ngoài nó mới có lợi chứ. Không đánh nhau xem ai mà làm gì được, mà cứ đổ thừa cho Việt Nam Cộng Hòa để mất đảo thứ này kia. Mùa mẹ ăn lúc đấy mạng sống của họ đang ngày đêm bị phá hoại như thế, rồi họ giữ được không giữ được rồi làm gì có quyền trách họ. Các Mỹ thấy các nước thấy Mỹ tới thì mừng, dân Việt Nam Mỹ tới là ăn cướp Việt Nam đấy, là Mỹ như tới Việt Nam dân Việt Nam chào đón còn cũng nhiều á, nhưng mà bị cấm đoán, bị canh, bị này kia chứ không phải đùa đâu. Nước Mỹ và châu Âu văn minh và đảm bảo quyền con người cho người dân của họ rất tuyệt vời đó. Bây giờ nó cũng giống như là thằng giàu giúp đỡ người nghèo thôi, chả ai bỏ ra gì hết. Nhưng mà giống như ngày xưa Pháp qua Việt Nam lại khai sáng văn minh cho nước Việt Nam mình rất là nhiều thứ, ai đưa đến những rất nhiều cái giá trị văn minh, nó bền lâu, nó lâu dài, thì họ có lấy ra một ít, họ lấy 10, họ khai thác 10 thì họ cũng đầu tư vào đấy 7 8 cái 8 thôi, hoặc là có khi là hơn, có khi là ấy nữa. Đây bây giờ chê Pháp các thứ thì nhổ hết cây cà phê, cây cao su ở Việt Nam đi, nên thành quả của Pháp đem lại cho Việt Nam đó rồi nhiều nhiều nữa, nói ra thì mà đúng thật sự thật mất lòng. Chào tất cả mọi người, lâu lâu tôi thì quý vị không biết tôi rồi đấy. Tôi không có nói chuyện được với mọi nhiều mấy.
Chờ lâu mới thấy em trai. Vâng. Đấy, cái gì nó ra có nó có nhân quả cả. Ấy nếu mà Việt Nam người Việt Nam chúng ta biểu tình chống đặc khu các thứ nhiều và mạnh mẽ như vậy thì nhiều như vậy cũng đâu có phá hoại gì đâu, đâu có gì đâu. Thì nếu mà đấy chính quyền những người lãnh đạo bảo là ồ dân tôi phản đối các anh đấy như vậy đấy, họ thấy được cái tầm cái ý chí của người Việt Nam với cái đặc khu tàu các thứ như vậy thì làm gì mà họ họ đòi hỏi đường lưỡi bò rồi là chúng ngăn cản chúng ta khai thác dầu khí ở bãi Tư Chính các kiểu đấy. Đợt đấy là cũng do hậu quả đấy, nếu mà đợt đấy mà đợt biểu tình chống Trung Quốc đặc khu đấy chính quyền có đứng ra dàn xếp và đi trong gọi là biểu tình trong trật tự các thứ rồi cho phép đấy thì còn nhiều người tham gia hơn nữa và tàu cậu bọn Trung Quốc nó cũng không có làm cái vụ bãi Tư Chính mất bao nhiêu triệu đô, rất là nhiều rồi. Đó là cũng là nguyên nhân và hậu quả. Tôi có đi tôi mất xe ở đấy rồi, những cái lần mà mùng 4 tháng 9 tôi đi đường ở Sài Gòn tôi cũng bị bắt các thứ, giấy tờ tài sản tôi bị thu giữ thì nhà nước Việt Nam sẽ bị đây sẽ thiệt hại hơn rất là nhiều. Nói thì nói vậy, bây giờ thì tôi trong đây cái video tôi làm đến này thì cũng sẽ có nhiều anh em công an hay những người khác coi thì có tạo điều kiện trả lại các những cái gì giữ của tôi cho tôi rồi không làm như thế. Tôi đi đâu cũng là một người, tôi còn đem theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam theo. Tôi đem theo đầy đủ giấy tờ thứ giữ hết của tôi. Thế một lần đấy là thể hiện cách làm không đẹp. Rồi cách xử sự đối với nhân dân không đẹp. Dân là thần, xử sự với thần, thần dân mà như vậy thì không không tốt, sẽ lãnh hậu quả. Rồi hồi đấy vì hồi đó rồi về địa phương rồi đánh rồi khủng bố tôi các kiểu này kia, nhà tôi đây tôi cũng khó nói, tôi cũng bảo đấy là đấy cũng là cái hậu quả quả báo ấy. Đùa làm những cái điều xấu xấu xa trời biết đất biết và đấy không đâu phải trời để yên đâu, Trung Quốc Vũ Hán và các kiểu đấy đấy cho tỉnh đấy rồi làm những cái điều sai trái thì lại gặp quả báo thôi, gặp ngay thôi. Những người dám chấp nhận hy sinh như tôi thì cả vô đây tôi ở đây giết tôi hay là có muôn vàn cách giết mà tôi cũng mong rằng đừng có làm quá, hãy đừng tưởng không ai biết, trời biết đất biết phải ghi đấy. Còn bản thân tôi thì cứ sống sự thật và lẽ phải thôi. Cái gì hôm nay lý sự đòi nợ, đúng rồi, tôi làm vì đất nước. Nếu mà tài sản của tôi mất thì hoặc là cái thứ gì đấy thì là đất nước nợ tôi. Các anh cũng chưa trực tiếp nợ, mặc dù những người ấy trực tiếp gây ra, nhưng mà tôi đã góp phần trả lại, góp phần chung hiếu với đất nước rồi. Hôm nay lấy sự đòi nợ. Tôi thấy tôi cứ để xem lâu quá, sao họ không trả cho tôi, để xem nào, xem họ trả như nào mà thấy lâu quá không trả. Lâu nay tôi không nói gì để cho họ tự họ xem nào, ai ngờ mãi mà vẫn chưa thấy, tôi lên tiếng vậy thôi. Và tôi biết rất là nhiều người khác cũng có thể bị giống tôi hoặc hơn, bị hơn tôi nữa, bị này bị kia đấy. Người Trung Quốc cũng người dân lương thiện của họ cũng bị
là bị tai họa do Đảng Cộng sản gây ra đối với từng cá nhân, đối với từng khu vực dân tộc thì họ cũng bị thôi. Dạ, cảm ơn Nguyễn Thơ. Em khỏe. Em khỏe nhưng luôn luôn sống trong bất an đó. Tại vì hồi trước em cũng bị khủng bố, cũng bị đánh, tự dưng cái bị đánh bị này kia, không biết là bọn ác nó hại em ở mức độ nào nữa. Nên là cũng nhìn em thần thái thì khỏe nhưng mà tâm trạng cũng khá là bất an. Mà công an mà phải làm cái chữ công công khai, công an phải làm những cái điều công khai, và để an là an toàn cho mọi người, an nghĩa là an bình, rồi công là việc công mà phải làm công khai, đừng làm những cái trò lén lút làm gì đúng không? Ai biết được họ công khai như thế nào, mức độ phần trăm công khai của họ. Chào lấy nhớ đất nước Việt Nam của chúng ta, miền Bắc cũng với miền Nam cũng là anh em, là tay chân với nhau hết. Cái bọn là tôi buồn quá, tôi thường xuyên tôi phải cãi lộn với tôi phải phản đối, phải phản biện lại những cái bọn mà nó cứ gây chia rẽ hận thù vậy. Chia rẽ hận thù giữa hai miền trong quá khứ, giờ thì xem xím rồi lướt qua đi không? Phiên phiến rồi lướt qua thì hướng tới tương lai, trong khi đó tôi phản biện lại các thứ thì bọn nó luôn luôn là report hay báo cáo nick của tôi, thứ bọn hèn quá cho má, thật là hèn. Tôi cứ nghĩ là Facebook là cái chuyện mà công khai gọi là chơi đẹp đấy, nhưng mà bọn hèn hạ nó vào nó làm. Vâng, cảm ơn anh. Bọn hèn hạ nó làm xấu đi cả cái Facebook công khai. Bọn nó cứ rủ nhau vào report những cái gọi là không có vi phạm đạo đức tiêu chuẩn cộng đồng gì, bọn nó kéo nhau đông vào. Thua. Chào Nguyễn Thơ, chào Kim Hồng Võ. À. Vâng, cảm ơn anh. Hơi tôi thật sự tôi và cũng nhiều người khác, tôi mong là công an, công là làm gì cũng phải công khai, an là phải an toàn cho mọi người. Qua mấy lần bị khủng bố, bị đánh, bị các kiểu, tôi cảm thấy bất an. Mà bất an đối với một cá nhân tôi thì trời đất biết, đất biết, và nỗi oan trái đến nó gọi là oán khí cho dân tộc Việt Nam này thôi. Đừng có coi thường những cái ngọn lửa, mồi lửa nhỏ mà gây ra bùng phát lên rất là nhiều. Oán khí của dân Việt Nam cũng chẳng khác hơn nào dân Trung Quốc đâu. Còn quý vị và các bạn, tôi cũng là gọi là hôm đấy sao ấy, trước cái đêm mà tôi làm cái video mà tôi đăng vào quê vào đầu mùa cà phê năm 2019 vừa rồi đấy, trước đêm đấy tôi không ngủ và tôi có cái điều gì đó thôi thúc tôi nói ra cái video đó, tôi bảo Trung Quốc sẽ bị quả báo, và tôi lý giải nguyên nhân và các thứ vì sao nó bị quả báo, và tôi cũng nói chuyện này, tôi cũng nói rộng đấy. Thì tôi cũng mong là quý vị, tôi cũng hay chia sẻ và gắn thẻ một số người, thì cũng mong quý vị thông cảm, và cái điều đấy là đúng mà xảy ra rồi và nhiều người nói, nhưng mà chứ không phải chỉ mình tôi, nhưng mà tôi đã có video từ cuối năm 2019 Trung Quốc sẽ bị quả báo, và tôi lý giải những nguyên nhân làm sao nó bị và các thứ.
này kia. Cũng mong quý vị và các bạn chia sẻ cái video đấy để nhiều người biết hơn, để mà tác động, để mà có ý mà nói tới đất nước Việt Nam của chúng ta, mình đừng có làm những cái nghịch trái đạo trời, trái đạo lý thì sẽ nhìn Trung Quốc đấy mà lãnh hậu quả, mà bị quả báo. Chức năng nhiệm vụ của công an, công thì chúng ta hiểu là cái từ công là công cộng và lại phải công khai, công an, an là phải gọi là an toàn, an bình, bình an, và cái chữ an. Còn cái chuyện tôi thấy là họ lại đưa cả quân đội vào để cưỡng chế những cái chuyện này kia, sao của dân, của tập thể, cái chuyện đấy không phải của quân đội. Quân đội phải ra đảo, ra ngoài Trường Sa, Hoàng Sa mà cưỡng chế các cái công trình Trung Quốc xây dựng trái phép chứ, đúng không? Đấy mới là quân đội. Chào một người có một bạn tiếng chữ Nho, chữ Tàu, tôi không có đọc được tên. Nhưng mà ở đâu cũng có người tốt người xấu. Dân Trung Quốc qua cái chuyện mà họ bị vũ án các thứ, cũng rất là nhiều cá nhân có tấm lòng mà chúng ta thấy cảm động. Mà cái đấy là hậu quả của cái bọn cộng sản Trung Quốc nó gây ra cho dân tộc Trung Quốc thôi. Những người tốt đó là những người hy sinh, rồi những mà để mà cái gọi là hai cái cực trái chiều đó, để cho dân và thế giới chúng ta biết. Rồi Lê Nho, Lê nhớ người bình thường trở thành dũng cảm. Đâu có phải vì ba giải cứu mấy cái chuyện trái cây vớ vẩn, chúng ta mất mùa một năm, người trồng cây hay thương gia coi như là thua đi, mất đi một năm hay 2 năm gì đấy cũng đâu có sao. Miễn là chúng ta phải ngăn chặn, đóng cửa biên giới để dịch bệnh không qua. Chúng ta phải hiểu rằng tàu nó thâm lắm, nó muốn chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta lắm 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 lắm, nhưng bữa nay nó sử dụng thương chiến, gọi là chiến trường, và bắn bằng nhân dân tệ. Chúng ta phải ngăn chặn, chúng ta lấy gì để ngăn chặn cái sự xâm lăng trong cái thời đại mới của chúng của nó bây giờ? Chỉ có cái lòng tự trọng, cái sáng suốt, thông minh sáng suốt này. Thì dân ta có thể là lỗ vài ba mùa cũng chưa sao, nhưng mà đừng có để dịch bệnh nó mang mầm bệnh vào Việt Nam. Và những người mang mầm bệnh vào Việt Nam, họ thành lập chiến công, họ sẵn sàng đi, là những người lính cảm tử. Ngày xưa cảm tử chúng ta thấy không, trong vụ Trân Châu Cảng hay các thứ, máy bay Nhật còn họ sẵn sàng, họ lao vào, họ mang đầy bom, họ lao vào, họ tàu Mỹ họ chết các thứ. Đây bữa nay họ đi qua Việt Nam thôi, chỉ cần ho khạc nhổ hắt xì đó là do Việt Nam cũng lây nhiễm và chết người ở Việt Nam thôi đó. Chỉ cần họ đã phải chết trực tiếp như những người mang bom cảm tử đó. Vậy mà tôi nói vậy để chúng ta thấy rằng cái chuyện mà biên giới và cái cửa nhà của chúng ta, khi mà thấy ở ngoài nhà mà chẳng nhẽ không có cửa, khi ở ngoài có cái điều gì bất thường đó là phải nhanh chóng có đóng cửa ấy. Nếu mà cứ mở cửa không được đóng, hay là đóng nó kẹt nó hư thì phải đóng cửa biên giới. Hay tôi biết rằng cái cửa biên giới nó cũng có nhiều vấn đề, nhưng mà hạn chế tối đa. Tôi biết lực lượng biên phòng của chúng ta cũng cũng phải vất vả ở đấy rất là nhiều, nhưng mà cần sự chỉ đạo sáng suốt ở cấp trên lãnh đạo. Chào tất cả mọi người. Ơi, ai bàn luận cái điều chi không? Nếu không thì tôi cũng kết thúc video tại đây. Cái video này nói là mấy cái bọn ngu thế, nó cứ bảo là
sao mà không thông cảm cho người Vũ Hán này kia. Đấy, người Vũ Hán là có nguyên nhân do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Thông cảm, thay vì thông cảm Trung Quốc thì chúng ta khinh bỉ, chúng ta vẫn lên án, chúng ta biết cái độ đàn ác của Trung Quốc nó như nào, nó mổ sống, nó đàn áp, nó tra tấn người Pháp Luân Công các thứ, rồi cũng nói đến chữ công, công công, và đấy gây oan sai đánh đập người Hồng Kông thì quả báo xảy ra ngay thôi, tức thời. Đấy, có ngày nay chúng ta thấy có rất là nhiều những cái chuyện mà quả báo xảy ra nhãn tiền luôn, thấy luôn. Vừa mới đàn áp người Hồng Kông, giết rồi bao nhiêu những người nó âm thầm là giết, nó vớt sông các thứ để xác chết của người Hồng Kông đấy, thì bữa nay nó bắn sang cả Trung Quốc luôn, cấm người Hồng Kông đeo khẩu trang. Thì cả Trung Quốc phải đeo khẩu trang. Đây, đợt trong các đoạn các cái biểu tình của người Việt Nam ở cái bọn côn nào đấy, bọn nào nó cứ giả dạng nó đeo khẩu trang nó đánh người đi biểu tình phản đối Trung Quốc đấy. Vậy mày thích đeo khẩu trang à? Ông trời cho mày mày thích đeo khẩu trang làm những điều khuất tất à? Làm những điều bất minh, làm những cái điều tàn ác hả? Thích đeo khẩu trang đúng không? Ông trời ở trên cao thượng đế nói, mày thích đeo khẩu trang đúng không? Được rồi, tao cho nước mày phải đeo khẩu trang. Đấy. Thế bữa nay cả nước Việt Nam cũng phải đeo khẩu trang đến nỗi không có mà đeo. Đây, cứ đeo cái đợt mấy lần, những lần biểu tình phản đối Trung Quốc về 995 rồi đặc khu rồi các thứ này kia. Người dân, người chúng ta thì bị, chúng ta thì bao nhiêu người cứ thẳng thắn nói đi hiên ngang đàng hoàng, còn bọn cái bọn những cái bọn nó đeo khẩu trang rình bắt bớ nó đánh đập đấy. Bây giờ ông trời đấy ông bảo, ông trời trên cao ông bảo chúng mày đang yên đang lành thích đeo khẩu trang làm những cái điều ác đúng không, làm điều sai trái đúng không, thích không, thích đeo khẩu trang không? Bữa nay ông cho cả nước Việt Nam phải đeo thế rồi không có mà đeo, dân ấy, xếp hàng mà chờ mua khẩu trang từ Hà Nội cho thành phố Hồ Chí Minh, nói chung là từ Nam chí Bắc, rồi giá khẩu trang các thứ đấy. Đấy, chúng ta thấy có những cái mà nó quả báo nhãn tiền không? Đấy là ý của ông trời thượng đế, ông ở trên làm những điều bất chính. À, thằng này chúng mày thích đeo khẩu trang à? Mày là những cái người chúng mày có quyền lãnh đạo, gọi chúng mày có quyền cầm quyền, tao đã cho chúng mày cái quyền mà gọi là lãnh đạo hay là bình an cho đất nước này, mà chúng mày bố láo, chúng mày lại thích đeo khẩu trang làm những cái điều khuất tất à? Đấy, cho mày này, cho mày đeo khẩu trang này, đấy cả nước chúng ta khốn khổ vì khẩu trang đó. Cái gì nó cũng có nguyên nhân hết, có nguyên nhân hết đấy. Nguyên nhân đó là cái khổ của người dân và toàn dân tộc Việt Nam, nó do một số cái bọn ác nó gây ra giống như nó cái nhà vậy thôi. Nó cháy là vì đâu, nó cháy là có kẻ đốt nhà. Có những người cũng phải đi, cũng có những người đốt nhà mình ấy. Là những cái hành động bất cẩn ấy. Nhà mình nó cháy ráng chịu đó. Cuối cùng rồi cũng bị chung cả lốt, lũ lụt thì lút cả làng, lũ lụt thì lút cả làng. Nếu phải là anh có lũ lụt anh gây ra, anh làm vỡ đê rồi anh ở trong làng anh không bị đâu, bị hết. Tôi luôn luôn phải sống trong bất an, tôi sống ở đây có một mình này, cho nên tôi bất an. Tôi mong là công an làm những điều công khai minh bạch, làm những điều chính đáng để cho người dân và những người công dân như chúng tôi được bình an. Tốt rồi, còn nếu đất nước này mà không có những người lên tiếng như chúng ta và những người mà đi biểu tình đấy, thì vì nước Việt Nam không không Đảng Cộng sản Việt Nam nợ dân tộc Việt Nam cái luật biểu tình, như không thì bao thì đâu có cái chuyện mà xảy ra như cái chuyện ở Bãi Thứ Chính đâu. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại vậy. Rồi còn ở công an huyện Bảo Lâm nữa,
Tôi không biết là sếp tới họ sẽ có những cái thủ đoạn gì hay cái gì đấy, sau khi mà treo cầm tôi, treo lên cửa sổ các thứ xuống thì lại ngay lập tức lúc đấy tôi đang đau ấy thì họ bắt tôi là họ quay video, họ bảo là may mà nhắc đến Đảng Cộng sản này, nhắc đến Bác Hồ thì rồi cái gì nữa thì tao sẽ cho mày thành con chó. Họ nói, họ mớm lời, họ nói để cho tôi phải nói theo, để họ quay video lại. Đấy, những cái điều đấy oan trái như vậy, làm những cái điều mà gây ra gọi là gây nghiệp như thế. Tôi không biết rằng sau này rồi họ sẽ làm những cái điều gì với tôi. Tôi cũng mong rằng không có chuyện gì hết. Tôi cũng cầu bình an và tôi cũng mong công an là phải làm những việc công khai minh bạch. Công, công. Thế thôi. Còn riêng mà đấy tôi mất xe các thứ, mất một cách oan nước vì mất về đất nước ấy. Đất nước còn phải mất nhiều hơn, rất nhiều, bao nhiêu triệu đô, bao nhiêu tỷ đô ở các bãi tư chính rồi các kiểu đó. Khổ à? Gây oan cái điều gì là không có được đâu. Trời cao có mắt, trời không ai biết, dù bọn nó làm có lén lút thế nào thì cũng trời cao có mắt mà. Dù không có chứng cứ tôi không thể biết được, nhưng mà trời ghi, đất ghi và biết hết đấy. Nếu như ngày đấy tôi không bị mất xe, xe winner của tôi ấy, thì đất nước chúng ta không bị này, Tàu Cộng nó hành và mất tư chi, mất bãi tư chính ở các kiểu đó. Nó hành, nó làm chúng ta đặc quyền kinh tế của chúng ta đó. Bởi nó thấy dân của chúng ta phải phản đối như vậy, sao nó dám ở thế giới lên tiếng nữa. Đấy là do đâu? Do là những người mà cầm quyền lãnh đạo. Thực ra thì công an ở Bảo Lâm này cũng, tôi cũng chẳng thù hằn gì họ hết, bởi vì họ, nhưng mà họ họ đang làm cho những cái sai trái ở cấp trên. Làm chào Trần Khải, chào Thảo Hương. Còn tôi thì tôi ngay kể cả chuyện trong bố mẹ tôi cũng có những cái rất là sai, rất là hâm. Tôi thì tôi hay phản đối, tôi giải thích. Thì bố mẹ tôi bảo tôi cãi các thứ rồi. Nói chung là, nhưng mà tôi dám phản đối trước cái sai trái, tôi không có kiểu là im để cho qua thôi này kia, bởi vì tôi cần phải giải thích ngay lúc đấy để cho bố mẹ hiểu. Bố mẹ không hiểu thì thôi kệ. Có những người bảo tôi, tôi hôm nào tôi viết lên cái status là bố mẹ tôi sai, tôi hâm này kia thì tôi cãi. Có đứa nó bảo đồ bất hiếu, tao thà thà tao cái đấy, tao bảo là không phải là bất hiếu mà tôi được cái chữ trung trung thực thẳng thắn. Tôi nói bằng cái cách giải thích của tôi giải thích của tôi, nhưng mà phía sai làm hâm dở lên, làm ầm ĩ lên, đó là bố mẹ tôi, còn tôi không phải là bất hiếu. Tôi cũng đang nhức đầu về cái chuyện này ghê đấy chứ. Nhưng mà thôi, bởi vì trước thì tôi cũng phản đối nhiều, tôi cũng hay nói giải thích lại những cái sai của bố mẹ. Nhưng bữa nay bố mẹ tôi cũng lớn tuổi già rồi thì tôi không nói nữa, thì tôi không phản đối nữa, thế thôi. Tôi không có bố mẹ mà ấy lên thì tôi đi chỗ khác hay gì đấy, nhưng mà tôi cũng phải nói với lại câu à cái đấy sai, cái này sai, sai 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 chỗ nào, sai chỗ nào, còn kệ. Còn hơn rất là nhiều người thấy cái sai mà không không lên tiếng, không lên án, thấy cái đúng không bảo vệ, đấy đâu phải là con người. Con chó con vật nó thấy cái sai nó có lên tiếng đâu, nó lên án được. Còn Thượng Đế trao cho con người mình cái quyền, cái trí tuệ biết đúng biết sai, trao cho thì chúng ta phải bảo vệ những cái điều đúng, lên án những cái điều sai. Tất cả tôi thấy rất là nhiều người, nhà báo học, có nhà báo học không,
họ trí tuệ của họ được Thiên Chúa, được Đấng Tạo Hóa ban cho họ để cống hiến cho loài người, nhưng mà cuối cùng họ vẫn bảo là họ tôn thờ Thiên Chúa. Còn những người rông rải vớ va vớ vẩn thì đi nhạo báng Thiên Chúa, bọn Tàu Cộng, bọn Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đập từ phá hủy đạo Phật rồi ngăn cấm bức hại tín ngưỡng các thứ thôi, thì nó bị hậu quả đấy. Corona bị hậu quả thôi, và hậu quả của nó gây ra cho toàn thế giới, để thế giới biết rằng cái tội ác, cái nỗi kinh sợ từ Trung Quốc. Thế giới người ta, các nước người ta quý mến Trung Quốc nhiều. Người ta đang phải tạo những cái gọi là thương hiệu, hay là những cái gọi là họ phải mua lấy cái sự yêu mến của cả thế giới. Thì bữa nay Trung Quốc ngoài những cái trò làm hàng độc hại ra, rồi các cái hàng nhái, hàng nói chung ăn cắp trí tuệ của các nước khác, thì thế giới sẽ biết tới Trung Quốc, một cái nước mà gây ra đại họa cho cả toàn thế giới, xuất phát từ Trung Quốc. Tại sao nó không xuất phát ở những nước khác, đúng không? Chúng ta đấy là người ta gọi là, ông bà ta có câu là mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Mua danh ba vạn, mua danh ba vạn rất là nhiều lắm, tạo uy tín, tạo cái gọi là mua danh, mua cái sự thân thiện đối với các nước khác thì nó mắc lắm. Nhưng mà bán danh ba độc vì ba cái ác độc, vì ba những cái hàng hóa sản xuất độc hại, rồi hàng nhái ăn cắp trí tuệ các thứ, rồi cái vụ virus corona nữa. Mà virus corona này nữa thì cái danh tiếng của Trung Quốc thì bán rẻ đi, thậm chí âm nữa, bán ra không được. Chào mọi người. Hôm nay ban đầu tôi chỉ nói muốn nói cái vụ mà cái bọn nào nó cứ lên nó nói hồi sao nhà thờ Paris cháy thì mọi người lên tiếng thông cảm các thứ, còn dân Vũ Hán thì mọi người lên tiếng chỉ trích này kia, bởi vì trong đó chỉ trích là có nhiều cái như những cái sự bưng bít của bọn cộng sản Trung Quốc thôi, bọn cái sự mà thiêu sống con người đó thôi, rồi đánh đập. Có những cái video người ta không bị cách ly đó thì bẻ cổ họ rồi đủ thứ hết. Nói chung là nước Việt Nam mình cũng cũng còn đỡ hơn không, thế thôi. Thì bọn nó so sánh khập khiễng quá, và rất là muốn là nói cái bọn nào nó cứ phản đối, nó cứ gây chia rẽ vào cái nỗi đau của dân tộc Việt Nam mình, cứ bảo cộng Việt Nam Cộng Hòa bán nước. Ủa, bán nước nào? Văn bản ký kết nào đâu? Văn bản ký kết chúng ta có cái nào đâu, phải ký kết văn bản bán nước phải như của Phạm Văn Đồng hay của ai nữa chứ, công nhận 12 hải lý của kia kia nó mới vậy. Tôi nói vậy thôi, tôi đang sống bất an, tôi đây tôi sống có một mình thế thôi. Họ rất là nhiều chiêu trò nghiệp vụ và các thứ có thể là giết tôi, hại tôi bất cứ nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng con người ai cũng lương tâm, họ không không quá đáng như vậy đâu, quá đáng như vậy đâu. Làm bạn có chứng kiến không vậy? Chứng kiến là cái gì? Chứng kiến cái gì ạ? Có bạn bạn này bạn nói có chứng kiến cái gì? Có những cái mà ta không chứng kiến, ngày nay ta có rất là nhiều những cái phương tiện khoa học kỹ thuật, camera rồi các thứ để quay lại, hoặc những có những lúc mà ta không quay lại được những cái điều sai trái hay gian ác, thì ông trời, ông thượng đế có cái ông còn có cái quay cái camera, ông quay lại hết đấy, ghi lại hết, gọi là quay lại hết, thu lại hết. Hiếm thấy một người miền Bắc mà ghét Trung Cộng như vậy.
nó là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam rồi. Cái gọi là không phải là ghét mà phải là có cái tinh thần đề phòng, phải mình phải luôn cảnh giác như vậy. Con chó dữ, nó là con chó dữ chẳng hạn, nó cứ đi theo mình không biết nó cắn mình lúc nào, thì mình phải phản đối trước, mình lên hành động trước, mình cản trở trước bằng dùng gậy hay dùng chân tay đe dọa hay mình ngăn ngừa. Rồi còn đó, có nước xa không cứu được lửa gần, có những cái tuy khi mà ta thấy nhà bây giờ thì chủ yếu là mọi người thì sống bằng nhà nhà xây các thứ, còn ngày xưa làm nhà gỗ là siêu vẹo các thứ. Thì có ai phải phải chống nhà không? Cháy chống nhà là cần lấy cây rồi kích rồi chống lại rồi ràng lại đóng đinh lại ấy, cho cái nhà nó vững, nó nghiêng. Thấy thật, ta thấy nghiêng thì ta lại phải chống chống lại đấy. Đôi khi cho nên cái từ chống là nó có ý nghĩa lắm, hay lắm, chống lại để nó tốt đẹp hơn. Vâng, không phải đâu ạ. Lời, nước mình cũng có nhiều người mà phản đối và có cái phân biệt rõ ràng, bạn là bạn, thù là thù, chứ không phải đánh lợn con đen để mà cảnh giác. Có rất là nhiều người như tôi, thậm chí hơn tôi nữa, tôi chưa xứng đáng được gì hết, nhưng mà trong cái hoàn cảnh của tôi này, tôi sống một mình như vậy, có thể bị hạ độc, bị này kia các kiểu, hoặc bị đánh bị giết các thứ, thì tôi nói như thế là cũng là một cái điều tốt. Còn nếu mà thôi, mà không, nếu có những ai mà không không nói thì không lên tiếng, thì chính kẻ thù của chúng ta nó lại khinh chê chúng ta là hèn. Ở Việt Nam mà nó Trung Quốc nó gây hấn rồi, nó ức hiếp chúng ta nhiều ấy, trên biển, trên quê hương các thứ, thì mình mà không mềm rắn, nó rắn nắn nó buông, mà còn không thì nó nghĩ chúng ta nhu nhược, chúng ta hèn. Quang lùn thì biết chứ, lần đầu tiên tôi thấy trứng tai gai mắt quá. Tôi làm cái video đầu tiên của tôi là tôi phản đối quang lùn các kiểu đó. Đợt đấy, nhưng mà bữa nay chắc quang lùn nó lặn rồi, lặn cùng với thằng lùn kia rồi. Bạn có tin là ngày mai mặt trời sẽ mọc ở hướng đông không? Ông trời, ông thượng đế của chúng ta sử dụng luật nhân quả đấy, để nói rằng để điều hành cả vũ trụ này. Chúng ta rất là nhỏ nhoi, chỉ một giây phút trong cái hành trình, trong cái tua quay của vũ trụ, rồi chúng ta không là gì hết. Con người chúng ta không làm gì hết, cho nên thằng Tập nó kiêu ngạo trong nhà thờ, nó treo ảnh của nó, thằng Tập Tập Cận Bình ấy, là một cái điều xúc phạm đến đấng tạo hóa, xúc phạm đến ông chủ đấy. Ví dụ như là dễ gần thôi, chúng ta cũng có thể hiểu được. Chúng ta rất là nhỏ bé trong cái vũ trụ này, và phải có người đứng tạo hóa và làm chủ của chúng ta. Nói một ví dụ để nó không có, nó khập khiễng thôi. Nó khập khiễng thôi, nhưng mà nó không hoàn toàn chính xác. Nhưng về cơ, một phần nào đó nó chính xác. Con chó, mình nuôi nó cắn mình, thì tất nhiên là mình là chủ, mình sẽ xử lý nó. Còn mà chúng ta là con người, chúng ta dưới quyền của đấng tòa toàn năng, đấng thượng đế, mà chúng ta kêu ngạo, chúng ta xúc phạm đến thượng đế, đến ông trời, thì sẽ bị ông trời phạt. Đấy là rõ ràng. Tôi nói ví dụ như thế rồi cho nó dễ hiểu.
Ba kia bạn viết sao tôi cũng không hiểu mấy. Không phải người, tôi thấy rằng tôi phải tiến lên. Bạn nói là hiếm thấy một người miền Bắc mà ghét Trung Cộng như bạn, thì tôi cũng xin nói cho cả người miền Nam và người, nói chung người Việt Nam chúng ta là phải cảnh giác trước âm mưu của nó. Bữa nay nó chiếm Việt Nam, nó đâu có đem súng đạn trực tiếp vào súng đạn, nó đánh bằng kinh tế. Chúng ai gọi là thương chiến không? Thương trường là chiến trường. Việt Nam chúng ta mất thị trường bao nhiêu, thị trường Việt Nam chúng ta bao nhiêu phụ thuộc vào Trung Quốc rồi. Đấy, chúng ta còn thấy coi như là thuộc địa của nó rồi. Có cái bài báo mà người Nhật đã nói người Việt Nam mình như là thuộc địa của Trung Quốc đó, mà gần gần đúng như thế. Nhưng mà dân chúng ta, dân Việt Nam chúng ta không, không thế thôi. Thà chúng ta có lòng tự trọng, chúng ta có liêm sỉ, chúng ta là con người. Đâu phải là nó vất cho cục xương rồi tranh nhau ra đấy cắn nhau đâu. Còn thịt nó ăn hết mẹ nó rồi. Đâu phải thế đâu. Con người Việt Nam đâu phải kiểu đó đâu. Ta nói là không có cái gì, không có cái gì miễn phí. Những cái miễn phí chỉ có trong cái bẫy chuột thôi. Nhưng mà có những người bạn chân thành thì có những cái miễn phí. Hoặc là gì đó. Còn đối với Trung Quốc thì chúng ta phải luôn luôn hiểu rằng miễn phí đối với nó bỏ ra một đồng thì nó lấy lại rất nhiều đồng. Nó kiểu như format miễn phí trong bẫy chuột vậy mà. Vâng, đất nước mình ai cũng thương. Giống như chúng ta có hai cái tình yêu, một cái tình yêu gia đình mình nó rất là lớn, rồi có tình yêu tới đất nước nữa. Nhiều người cứ sống cứ vô cảm. À, thôi kệ, đất nước làm sao kệ, đâu cần quan tâm. Đâu cần quan tâm đâu. Miễn là lao động bình thường gì đấy, kệ, đã có kệ thì chúng ta đâu phải là người con giờ công dân Việt Nam yêu nước. Đấy. Quan tâm đến vận mệnh tình hình đất nước mặc dù như nào thì cũng phải lên tiếng hoặc nói hoặc có ý kiến chính kiến của mình. Người Việt Nam là tuyệt vời, chỉ có Cộng sản Việt Nam mới bị lệ thuộc Trung Cộng thôi. Tôi không dám nói đến cái điều Cộng sản Việt Nam nữa. Vì khi họ còng tay tôi, họ treo lên, họ thả tôi xuống, họ bắt tôi là phải, họ quay video tôi là nói là nếu mà tôi mà nói đến gì Đảng Cộng sản thì tôi sẽ bị làm con chó, và là họ sẽ cho tôi thành con chó, kiểu hành hạ tôi kiểu đấy. Cho nên tôi không, bây giờ tôi tạm, tôi không 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 dám nói đến cái điều đấy, các bạn thông cảm. Mà chúng ta thấy không, họ thật là bất công vô cùng, xử họ là bên pháp luật mà lại xử dự dùng cái đó. Các bạn thấy có làm sao, có sai không? Họ sai, em quay video bắt tôi, hứa tôi này kia như vậy, nhưng mà Đảng Cộng sản ấy họ vẫn treo ở đầy nơi các thứ. Có gì cái tôi mà không, tôi sợ gì mà tôi lại không dám đọc Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản ấy có ở nhiều nơi các thứ, thậm chí trong sách vở hay là các thứ cũng có chữ Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản nữa, Đảng Cộng sản đầy chữ Đảng Cộng sản ấy. Sao sao thì bắt tôi quay video, tôi bắt tôi làm con chó như vậy hả, hành hạ tôi kiểu là chụp mũ ấy. Tôi sợ ở trong đây, tôi sợ nói, nhưng mà tôi nói cho họ biết là chữ Đảng Cộng sản đầy đấy, trên các băng rôn, trên các sách, các thứ đây đấy. Còn ở ông Lý Quang Diệu đã đưa một làng chài nhỏ, một cái đảo nhỏ của Singapore trở thành nền kinh tế như nào, thành sư tử của châu Á như nào đấy. Ông đâu có tượng đài, đâu có nhiều băng rôn đâu. Có người đã hỏi ông ấy là tượng đài của ông ở đâu, tượng đài của ông đâu, thì ông chỉ vào đấy, đất nước tôi, nhân dân tôi phát triển và tốt đẹp, đó là tượng đài của tôi. Còn đây, còn video này đấy, tôi nói ở trên này là tôi không dám nói đến chữ Đảng Cộng sản, bởi vì họ đã từng còng tôi, họ bắt tôi
Rồi họ thả xuống, họ quay phim tôi rằng là tôi sẽ, nếu mà tôi nhắc đến từ Đảng Cộng sản thì họ sẽ cho tôi thành con chó, biến tôi thành chó, nói chung hành hạ hoặc có thể giết này kia, thậm chí bắt tôi ăn cứt các thứ các kiểu, ý như vậy. Tôi không, cho nên là tôi không dám nói từ Đảng Cộng sản. Nhưng mà tôi thấy thắc mắc, tôi thấy cái điều đấy họ làm sai, họ cái luật nào như vậy không? Có luật nào, luật pháp nào như vậy mà bắt công dân là không được nhắc đến thể chế chính quyền không? Đấy là họ cái làm như thế là sai, và không biết là họ có những cái trò gì nữa thì tôi không biết nữa, nhưng mà đấy là tôi nói với quý vị như vậy thì quý vị biết rằng tôi mong công an là phải làm những cái minh bạch công khai. Họ dám đây họ làm cái gì của tôi đây, họ quay phim rồi họ đưa ra mọi người đi, họ ghép tội tôi giống như là nhiều người khác đấy, rồi họ quay lên đi trong những cái tình huống bất đắc dĩ để bảo vệ mạng sống của mình, mình cũng phải nói những cái điều ấy đấy, những cái điều không thật đấy. Nếu không nói thì chết, không nói thì có thể bị tàn tật, cái vị này kia, thì lúc đấy phải nói thôi, mà nói nhưng mà không thật sự như vậy. Thì quay cái này xong thì tôi cũng thấy cuộc sống tôi càng thấy bất an hơn, vì bình thường tôi đã thấy bất an rồi. Tôi mong là công an là phải để cho công dân được an toàn. Tôi sống trong một đất nước mà tôi lại cứ thấy bất an như thế này vì những cái phản đối của mình với Trung Quốc, thì tôi thấy tội lỗi quá, tội lỗi quá, tội lỗi quá, coi chừng bị quả báo. Gieo hành gieo cái gì gặt cái đấy, thật. Đừng chửi Trung Quốc chị cái tay. Thôi làm người Việt Nam thì nay mai tôi chết thì tôi cũng nói ra những cái tình huống tai nạn hoặc là gì đấy chết, hoặc là tôi bị bỏ thuốc độc vào thức ăn nước uống của tôi chết, tôi có bị thể bị bắn chết, tôi bị đánh chết, sai côn đồ xã hội đen đánh chết, vu khống cho tôi cái này cái kia, nợ nần hay là mâu thuẫn với một nhóm băng nhóm xã hội gì đấy đánh tôi chết, tôi cũng thôi, thế là đến lúc đấy là tôi chết rồi. Đấy, tối rồi, đêm nay cầu mong Thượng Đế cho bọn thú rừng thú dữ đừng có quá, đừng có tới đây, thế thôi. Mỗi ngày tôi đều cầu mong bình an, thế thôi. Ôi giời ơi, đây tôi kệ em à, tôi sống ở đây có một mình vậy thôi. Tôi nói đấy, công khai chưa bài ngửa đấy. Các anh muốn diệt, muốn làm gì thì làm, muốn chi mưu hèn kế bẩn gì cái, bởi vì qua trước tôi đã biết rồi, đấy là một phần nhỏ họ có thể làm, có thể làm nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Vì sao tôi nói, tôi đem cái tôi nói tới cái video mà tôi nói năm năm 2019, cuối năm 2019 là Trung Quốc sẽ bị quả báo. Còn tôi, nếu mà tôi làm sao, tôi mà bị làm sao thì họ sẽ bị quả báo. Quả do gia đình họ, bản thân họ, rồi quê hương đất nước họ sẽ chắc chắn. Tôi là thần thần dân mà. Chúng ta là thần dân, đụng đến thần là không thể vớ vẩn được đâu. Nếu mà để đừng có gây oan nghiệt cho những người dân Việt Nam nữa, đừng có gây bất công các thứ nữa thì sẽ tai qua nạn khỏi trong cái vụ corona này. Đừng có gây oan nghiệt cho những người dân nữa thì sẽ tai qua nạn khỏi. Gây oan nghiệt, ví dụ đêm nay tôi vô bắn tôi hoặc giết tôi đánh tôi chết thì không nói trước được điều gì đối với cá nhân họ và gia đình đất nước họ, thậm chí nước Việt Nam có thể chết nhiều, bị nhân rất là nhiều nhiều nữa. Nếu tôi được bình an thì đất nước chúng ta sẽ tai qua nạn khỏi. Tôi là thần 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 dân, tôi là thần thần dân hồn thiêng sông núi của nước Việt Nam nói vậy.
thần thần dân, người Thái có thần Thái, người Kinh có thần Kinh, kệ nó. Ơi quý vị, tôi có một cái video mà lý giải các kiểu nguyên nhân Trung Quốc bị quả báo đấy, quý vị cứ chia sẻ giùm tôi với, và thậm chí chia sẻ cái video này cho tôi, nay mai tôi chết hoặc là họ vô họ bắt điện thoại, họ bắt tôi xóa video này cũng có khi, ai biết được bọn ác, tôi không thể lường trước được điều gì. Họ là họ cũng là người tốt đấy, nhưng họ đi sai đường, gọi là đi theo ma quỷ đấy, Lucifer, ma quỷ gì nhỉ? Đó, quyền lực của tội ác nó cũng ghê gớm lắm, nó cũng ghê gớm. Nhưng tôi tin là Thượng Đế. Chúng ta rất là nhỏ nhoi trong xã hội này thôi. Đây, chúng ta trồng cái gì, chúng ta xài cái gì, bất cứ cái gì cũng muốn là cái đấy tốt đẹp. Có ai muốn xài cái đồ xấu không? Trừ trừ trường hợp chúng ta không có, còn ai cũng đều muốn tốt hết. Còn chúng ta làm vườn, trồng cây cối đều muốn nó tốt hết. Đâu có muốn nó xấu nó này kia đâu. Thì Thượng Đế cũng cũng vậy, ông đấng tạo hóa cũng vậy, cũng mong muốn con người phải tốt thế thôi. Còn nếu mà con người xấu thì ông sẽ diệt đấy, như trời diệt Trung Cộng. Cảm ơn mọi người nhiều nhá. Tôi có hai video này, tôi có video tôi nói Trung Quốc sẽ bị quả báo, tôi nói trước và nó xảy ra. Rồi video này nữa, video này là để bảo vệ sự để bảo vệ an toàn cho tôi. Quý vị có thể chia sẻ hay không thì tôi cũng đã nói ra. Đêm nay tôi có bị xả thuốc độc hay cái gì đấy, hoặc tôi có bị chết từ từ, tôi bị chết dần chết mòn gì đó, tôi cũng nói ra những cái điều tôi cần nói rồi. Và tôi có camera quay lại đây, đối với con người thì có quay với camera quay lại như thế này. Còn đối với Thượng Đế, ông sẽ có camera quay lại hết những cái điều mà con người làm ra, ông sẽ ghi sổ ghi tội hết. Chúng ta có nhà chúng ta không? Đúng không? Chúng ta là chủ của nhà của chúng ta đúng không? Chúng ta bữa nay có camera quay nhà này, camera an ninh này, các thứ này. Đó là chúng ta là chủ của cái nhà của chúng ta, có camera an ninh. Thì ông trời ông làm chủ của chúng ta, của chủ của trái đất, chủ của dân tộc của chúng ta, ông cũng có hết trời đất ghi hết. Ơi quý vị thấy không, tối rồi nhưng tôi rất là xúc động trong cái tâm trạng mà hồi hộp rồi là bất an như thế này. Thì cái video này cũng biết đâu có thể là video cuối cùng, hoặc là tí nữa họ vào họ trấn áp tôi, bắt tôi xóa cái video này, hay là bất cứ lý do gì thì tôi cũng đã nói rồi. Đêm nay tôi sẵn sàng chết vì dân tộc này, nhiều khi chết ngay hoặc chết dần dần, đó là điều mà tôi muốn nói. Tôi có thể bị chết ngay bằng phát súng hay là bằng thuốc độc ngay tạm thời, hoặc ai gây tai nạn hay chém đâm chém gì, hoặc có thể là bị cái gì đó chết từ 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 từ, thì tôi cũng đã nói rồi đúng không? Không, tôi không đùa được đâu, cái này nguy hiểm, tôi đang bất an thật sự, không đùa đâu. Và tôi mong rằng công an là phải an toàn cho dân, an toàn cho dân. Tôi là thần mà tôi mà chết thì tôi, hoặc tôi bị hại, tôi là thần mà dám hại thần thần dân mà, thì đất nước này cũng sẽ điêu hồ. Trời nó tối rồi, ở đây cũng không có, cũng bật điện nữa. Nói với quý vị và rất cảm ơn những người đã bỏ thời gian cho coi từ đầu đến cuối, hoặc là có thể là coi lại, có thể là chia sẻ. Chúng ta lên án những điều xấu là bảo vệ những điều tốt mà. Thật sự bây giờ ui sợ quá, sợ quá. Nay tôi có kể chuyện mà tôi có nhắc đến Đảng Cộng sản, ôi sợ quá. Dakota, tôi có nhắc đến Dakota. Tôi bây giờ tôi không sợ Corona mà tôi lại sợ Dakota. Tôi nói lên để lên án những cái điều ác mà. Đấy, tôi nói lên để lên án. Chúng ta lên án tội ác diệt chủng, mổ nội tạng các thứ. Thì tôi cũng đã nói lên cái bản thân tôi như vậy rồi. Sao thì cũng được. Không ai giết anh, nhưng chỉ có Cộng sản giết người Việt Nam. Họ cũng là người Việt Nam mình. Họ giết người Việt Nam mình thì họ cũng sẽ, trời đất biết, chúng ta thấy không?
chúng ta mà ông chủ của một cái đàn gà đàn chó, hai con chó ở trong nhà mà cứ đánh nhau, cắn con kia chết thì con chó khác, ông chủ, chúng ta là chủ, chúng ta có thể để yên cho cái con chó mà gây cái điều ác đâu, không thể đúng không? Trừ trường hợp ông chúng ta là chủ, chúng ta sử dụng với mục đích chó chọi đấy. Ôi càng màn đêm xuống rồi tôi càng sợ hãi, vì tôi sống một mình và thế lực ma quỷ nó trong đêm tối có thể là ra tay hại tôi như thế nào đấy. Ui, ui, thật sự bất an, nó nhiều không biết đêm nay có ngủ được không, hoặc đêm mai nữa thôi. Nói chung là tâm sự với như vậy quý vị, như vậy lâu nay tôi cũng ấm ức và bức xúc quá, hôm nay có điều kiện nói toạc móng heo, toang là toang luôn nha. Rất có thể tí nữa vì áp lực nào đó tôi bị bắt, bị ấy, bị xóa video này thì tôi cũng đã nói rồi. À, nó nghe thằng Trung Quốc. Mà thật sự tôi cũng nghĩ là người yêu nước như tôi mà ai mà đánh tôi hay này kia, chỉ có bọn Trung Quốc là ra lệnh thôi, chứ hoặc là thì những người này là tay sai thôi, làm theo thôi. Đất nước mình, nhiều khi tôi nghĩ đất nước mình nó thuộc về Trung Quốc hay là nó bị nô lệ, thì chính chính quyền cũng là nô lệ, chính quyền, những người có chức có quyền mà là nô lệ còn nhục nhã hơn. Dân chúng ta đã nói rồi nhưng họ không nghe, họ đánh, họ đàn áp mình thì thôi, họ còn nhục nhã hơn, mà họ bỉ ổi xấu xa hơn mình dám nói mà. Không biết rằng tôi sau cái video này tôi như nào nữa đây, có thể bị đánh đập, bị ép bức, bị xóa bỏ video chẳng hạn đấy. Hồi trước tôi đi biểu tình phản đối Trung Quốc thôi mà tôi về tôi còn bị còng, bị tra tấn, bị treo lên cửa sổ rồi họ tháo ra. Ôi giời, tôi gần chết rồi, họ tháo ra, họ bắt tôi làm video quay là: "Ê, mày mà nhắc đến Đảng Cộng sản hay mày nhắc đến Hồ các thứ, Hồ là Hồ Tập Trương hay ai, nguồn gốc xuất xứ tôi phải thắc mắc chứ, thì mày sẽ bị như con chó đấy." Họ như vậy, quay có luật pháp luật nào ở đâu mà như vậy không? Có pháp luật nào như vậy mà ở đâu mà như vậy không, đúng không? Có pháp luật nào họ đấy là đang xử theo cái luật gì, luật pháp? Còn họ có đây, họ có nhiều cách để chụp mũ để giết tôi, hoặc là cho tôi khép tôi vào những cái quyền, vào những cái nội dung, cái tội lỗi nào đó, họ có nhưng mà họ có quyền đấy, nhưng mà tôi nói họ cũng có lương tâm đấy. Xem họ có ra, họ có đang tâm làm được những điều đó thì hãy nhớ camera của trời đất đấy. Thật sự mới những lần mà tôi bị này kia tôi cũng buồn thay ở đất nước. Tôi thấy nhiều khi tôi không phải là đau vì đớn về thể xác, nhưng tôi buồn cho đất nước Việt Nam lắm thôi. Nếu những người như tôi chết hoặc là bị hại thì đất nước Việt Nam thì cái sự cầm quyền các thứ của nó, Thượng Đế bảo là họ không xứng đáng để được trao quyền làm chủ như vậy đấy, thế thôi. Thượng Đế ông trời sẽ thay, thế cho dù họ có là vô thần hay không thần thì chúng ta cũng cũng biết rằng là giống như chúng ta đấy, chúng ta rất bé nhỏ trong cái vũ trụ này, chúng ta rất là nhỏ bé trong cái vũ trụ này, và sẽ có ông trời Thượng Đế làm chủ và điều hành vũ trụ bằng luật nhân quả đấy. Đấy, cái hôm mà quý vị còn biết rằng cái video mà tôi quay quả cà phê, hái cà phê, tốt cà phê các thứ đấy, đấy là luật nhân quả. Tôi nói trước là Trung Quốc bị quả báo đấy. Tôi là thần đấy, hoặc là tâm thần hay thần kinh gì tôi cũng nói đúng. Tới hôm nay thì tôi cũng đã, mọi người nói là xem là đúng, xem là biết là đúng, và tôi cũng lý giải đầy đủ, khá tương đối cái nguyên nhân và kết quả của nó, cái nhân và cái quả, đúng, cái nhân quả. Thôi, cảm ơn rất là nhiều những người đã nghe tôi nói từ sớm, từ khi trời sáng cho tới bây giờ tối. Cảm ơn mọi người. Và tôi mong rằng tôi được bình an trong đêm nay và trong những ngày sắp tới. Tôi được bình an thì họ cũng không có gây ra cái ác nghiệp
và gây ra thì đất nước này cũng không có bị quả báo nghiệp báo nhiều, thế thôi. Còn tôi mong là tôi được bình an để cả dân tộc này sẽ được tốt đẹp, tai qua nạn khỏi đấy, trong cái đợt dịch cúm cúm tàu corona này, covid cô vung gì đấy. Dân tôi mong lắm nhé, tôi mong lắm nhé, tôi mong đất nước chúng ta, hồn thiêng sông núi của nước Việt Nam chúng ta có sức đề kháng cho dân Việt Nam mình. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều, chào tạm biệt. Nhưng mà bây giờ tôi thật là hoang mang, tôi rất là khiếp trong đêm nay. Những lần trước tôi bị khủng bố, bị đêm hôm, bị bố rap, bị này kia, tôi khiếp lắm, tôi thật sự, ai mà không khiếp đúng không? Khiếp lắm, tôi bị họ đêm hôm và đánh tôi các thứ, một mình mà phải khiếp thôi, trong cái thế của tôi như vậy thôi, khiếp lắm, khiếp lắm thôi. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng cảm ơn họ đã cho tôi cũng cảm ơn họ để cho dân tộc chúng ta được tai qua nạn khỏi trong thời khắc nguy hiểm này. Tôi là nông dân mà, có sao nói vậy, ăn nói thật thà thôi, nói chung nó không phải là diễn giả, mong quý vị thông cảm nhé. Vâng, cũng mong tôi rất là thích những câu, tôi cũng rất là an lòng với những câu cầu mong anh được trời bảo vệ. Tôi cũng mong rằng tôi được trời bảo vệ, được hồn thiêng sông núi Việt Nam bảo vệ. Và ngược lại thì nó làm, tôi cũng không mong họ làm điều ác đâu, gây nghiệp quả cho dân tộc Việt Nam này đâu. Sợ quá, run quá. Tối rồi, tạm biệt quý vị nhé.